Sáng nay, ngày 29 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, tại khu tưởng niệm các vua hùng, công viên lịch sử, văn hóa dân tộc, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023. Đến dự lễ giỗ tổ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Lê Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Dũng cùng đông đảo người dân thành phố tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến cho biết, hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 3, những người con đất Việt trên khắp mọi miền đất nước đều thành kính hướng về quốc tổ Hùng Vương, tưởng nhớ tổ tiên và những bậc tiền nhân đã khai sinh, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp, đắp bồi và gìn giữ mảnh đất thiêng của cha ông suốt mấy ngàn năm lịch sử. Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thời gian qua, trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và đầy biến động, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thành phố đã vùng dậy mạnh mẽ để phục hồi nền kinh tế hậu Covid. Điểm sáng nổi bật nhất của chương trình phục hồi kinh tế xã hội của thành phố là tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 9,03% so với kế hoạch đề ra từ 6 đến 6,5%. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nhận diện được khó khăn, quyết tâm vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tranh thủ nắm bắt cơ hội để kết thúc đà suy giảm và tăng tốc sớm hơn dự kiến. Bà Yến nhấn mạnh, ghi nhớ cội nguồn, biết ơn công lao của những người đi trước và luôn phải nhớ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, học tập tiền nhân, noi gương từ đức quốc tổ, đời đời nhớ ơn tôn tổ cội nguồn. Mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ của thành phố mang tên Bác nguyện nỗ lực phấn đấu hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng với toàn thể đồng bào cả nước, đồng bào ở xa Tổ quốc, nhân dân Sài Gòn, Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, siết chặt triệu đôi tay, triệu tấm lòng xưa nay. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3.